Chào tất cả quý vị và các bạn, hôm nay em đã về được cái lô hàng 602 đặt hàng từ trước em nhé. Nếu anh em nào mà đặt ở bên em thì liên hệ lại bên em để nhận hàng em nhé. Với cái lô này về thì số lượng rất là ít, nó độ khoảng tầm hơn chục con thôi, nhưng mà được cái là nó rất là đẹp. Bên em đang tháo ra kiểm tra từng máy một cho anh em nhé. Kiểm tra từng máy một, zin nguyên bản hết nhé. Anh em nhìn cái độ mới của nó này. Đấy, mạch nguồn này, mạch nguồn tụ này. Đấy, kiểm tra hết anh em nhé. Đấy, độ keo zin bản hết nhá. Mã model này là 602 anh em nhá, 602. Đây. Đấy, model 602. Mạch còn rất là mới anh em nhá. Đấy, anh em nhìn cái tản nhiệt này. Nguồn này. Con này thì công suất là 750W một cây anh em nhá. Rất là khỏe luôn. Nói xem nó sẽ có hai cái, con này là con Sansui A800, hai con này. Nó lẫn lô vào thì em sẽ quay chi tiết lô sau anh em nhé. Đây. Trước sau đều đẹp hết anh em nhé. Tiếp cho anh em xem. Quay chi tiết anh em xem này, mặt mũi này. Đây là em tháo nắp ra rồi. Thử cho anh em xem nhé. Con này thì nó sử dụng cái mạch công suất là CLH anh em nhé. CLH này. Chạy tụ 4700 mi 63 V. 12 tụ đấu nối tiếp nhau cho em nhé. Nên dòng này rất là bền. Mạch này, đây là con bù áp này. Đây, thiết kế những cái mạch khuếch đại này. Rất là hay anh em nhé. Màn hình số. Con này thì nó giới hạn được cả cái phần công suất đầu ra cho anh em chơi nhé. Hai kênh, con này để hai kênh nhé. Nhận xoay con sau này cho anh em xem nhé. Đây, phía sau nhé. Sử dụng của nó là hai quạt là mát anh em nhé. Hai bên tín hiệu đầu vào đây anh em nhé, kính A kính B này, tín hiệu đầu ra A B, nó chạy qua jack Spectrum này anh em nhé, series từng máy một này. Đó. Máy còn rất là mới anh em nhé, dưới nguồn của nó rất là to này, cực kỳ đẹp. Cái lô này thì nó phù hợp cho anh em chơi những cái loa ở trong gia đình như là loa bass 25, loa bass 30. Đấy, chơi được cả cặp 40 anh em nhá, cặp 40. Anh em cứ tính mỗi một công suất của nó là 750W ở 8 ohm và 1200W nó ở 4 ohm anh em nhá để anh em chơi. Và nó có một cái hay nữa là ví dụ anh em đánh loa nhỏ thì anh em có thể điều chỉnh cái output đầu ra này. Đó, công suất nó nhỏ đi anh em nhá. Nó rất là hay là như vậy anh em nhá. Đấy, từng cái linh kiện một thì anh em nhìn cái dòng Sansui của Nhật thì nó làm anh em nhìn rất là tỉ mỉ nhá. Từng cái chân jack này, DJ này. Đấy, từng cái chắn điện ở trên này nhá. Đây, cái nguồn này. Zin hết anh em nhá. Anh em thấy chưa? Đấy. Đấy, số lượng thì rất là ít anh em nhá. Số lượng khoảng độ chục con thôi là hết rồi. Anh em nào quan tâm đến dòng này thì hãy liên hệ trực tiếp đến Nghĩa Auto anh em nhá. Đấy. Bây giờ em sẽ test một con, chú ý các bạn theo dõi được cái chất âm của nó anh em nhé. Xin mời các bạn cùng theo dõi.